rồi lấy tiền của người này, rồi lấy xe là người khác. Cái người lấy tiền là người này, cái người giữ xe là người khác nữa hả? À, đưa tiền xong nó mới gọi cho người kia đưa xe hả? Nghe rõ chưa? Nghe bắt phải đưa tiền với cho giữ xe. Ôi, cái vấn nạn này mà mấy ông mà làm không được là chết rồi. Cái vấn nạn trộm xe mà cướp xe xong rồi cho rủ bị hại ra rồi nói rồi lụm được chiếc xe rồi hay là lắp lắp la nghe. Bắt bị hại phải bỏ tiền ra phải chuộc lại chiếc xe của mình. Rồi xong rồi mấy ông không tiếp nhận rồi thấy mẹ rồi làm ăn cái gì nữa. Làm vậy chết hết. Làm sao cho coi được chứ. Làm vậy coi đâu có được tí nào đâu. Con nhỏ đó đi chung với một thằng áo trắng nữa. Rồi. Đang đi chung với một thằng, hai đứa đang đứng nói chuyện đó nha. Rồi tiếp tục theo dõi luôn, tiếp tục theo dõi nó. Ok, anh thấy hai đứa rồi. Đó đang đi bộ về cái clip Honda hồi nãy nha. Ok, đi bộ. Thôi bây giờ đem chiếc xe ra đi rồi tôi đủ tiền luôn. Gọi lên thêm lần nữa đi. Thì gọi lên lần nữa đi. Cứ gọi lại cho anh đi. Xe không này đó. Trên cầm đồ Bình Thắng. Gọi lên thêm lần nữa. Thấy có gì động rồi nha. Áo đỏ gì không cảm không có tiền. Đưa chứ là phải đưa tiền trước cho nó hả? Bây giờ anh đang ở đâu? Anh đang ở đâu kiếp Malaysia hả? Rồi. Nghe rõ nè mọi người ơi, tiếp tục theo dõi nha. Tiếp tục theo dõi hai người đó luôn nha. Em nói chuyện bị hại cái. Rồi qua cây xăng luôn, hai đối tượng đang tiếp tục qua cây xăng luôn, đi bộ qua cây xăng. Coi chừng có ai đó đón không, nếu mà đón báo em liền nha. Nếu mà có ai đón báo cho em biết liền luôn nha. À, nghe Long ơi. Xong rồi lái xe về đưa nó thêm 1 triệu nữa là 9 triệu. Nhưng mà nó cầm trong tiệm cầm đồ nó cầm 7 triệu tư rồi. Nó cầm 7 triệu tư, nhưng ông mà nó kêu mình là phải đưa 9 triệu cho nó đúng không? Lại đưa ra con đó. Ông chủ ông ấy nói bây giờ không cần biết, bây giờ xe này là xe không có để ở đây xe thời gian. Là con nó cầm bây giờ anh là chủ xe thì anh cứ cầm đủ 7 triệu tư anh đưa cho tôi đưa xe, tôi kêu lính chạy xe về đây. Thì con nó với thằng đó là nó đi cầm. Ông nói con đó thì nó lấy cầm đúng không? Bộ về hướng cái quận 8 nha, hai đối tượng áo đỏ 8. Nghe rõ. Bó lại anh ơi. Có ai không? Có ai đón nó không? Không có ai đón hết, hai đứa vẫn đang đi bộ về. Tiếp tục theo dõi nha. Số điện thoại là 0909768438 nè. Thực hiện cuộc gọi. Nè, đây là số điện thoại của cái con nhỏ con gái đúng không? Đúng rồi. 0909768438. Rồi, ok. Thực hiện cuộc gọi. Rồi, mở loa ngoài, tiến hành mở loa ngoài nói chuyện với con nhỏ con gái đó. Ủa bây giờ anh bây giờ đưa cái xe ra rồi em đưa tiền được không? Đưa cho em thấy cái xe đó chứ giờ không thấy cái xe lỡ cái, bữa bạn kêu chứ quay rồi S rồi lỡ không phải chúng xe em sao? Xe đó, chụp cái xe Jupiter bị mất đó. Rồi gì cái số liên lạc từ sớm tới giờ đâu? Đây nè, số này nè. Nhà nó đá qua đá lại rồi. Ủa gì là từ đầu tới cuối là cái số điện thoại này đúng không? Đúng rồi. Rồi đứng im đi. Anh em ơi, đối tượng đâu rồi? Di chuyển tới đâu rồi? Đang di chuyển về hướng bến xe quận 8 vẫn đi bộ hai đứa nha. Nó qua khỏi shop con cưng chưa? Qua khỏi shop con cưng cho anh ơi, đang ở địa chỉ số mấy? Em đang đối diện ở A3-15 nè, quốc lộ 50. Nghe rõ trả lời. Bỏ lại Long ơi. Qua khỏi shop con cưng chưa? Qua khỏi địa chỉ A3-15 chưa? Vừa qua khỏi chợ lớn thì trung tâm điện máy chợ lớn. Rồi vẫn còn sao? Tôi liền anh mở. Hẻm luôn ơi, vô hẻm luôn ơi. Rồi tiếp tục theo vô hẻm luôn đi. Đi.
xe quận 8 thôi Long ơi. Đi theo tôi, đi theo tôi. Nghe nơi, vô hẻm hả? Vẫn đi đọc, vẫn đi đọc ngoài đường, tới bên xe quận 8 rồi. Tới bên xe quận 8 chưa? Tới rồi. Đang đi bộ nơi, đang đi bộ nơi. Bây giờ nó kêu là đưa tiền mới có xe đúng không? Đúng rồi. Mà đúng chiếc xe đó luôn đúng không? Đúng rồi. Rồi, coi. Thôi bây giờ mà phải xác minh được chiếc xe biển số mấy, xe như thế nào, giấy tờ như thế nào, đúng của mình không? Đúng rồi. Nha. Còn cái xe quay RX là không phải. Xe là Jupiter đúng không? Rồi, ok. Chạy đó. Rối với thằng chủ. Xác định, phải xác định với nó là đúng chiếc xe Jupiter đó không? Mở cái sổ ra coi biển số đúng hay không đã. Nha. Rồi bắt đầu mới tới thỏa thuận đó mà đưa tiền cho nó. Hiểu không? Đi lẹ đi. Đây thì chiếc mặt bên tay phải kìa, lẹ lên. Báo cho em tình hình đi anh ơi. Chạy ơi, nó chạy rồi, nó đang đi bộ, nó đang đi bộ. Sao thằng kia đi trước hả? Sao nó không đi chung với thằng kia? Đi chung mà giữ khoảng cách ở trên á, nó cũng không sao đâu, hai đứa đi chung với nhau nha. Anh cứ tiếp tục anh theo hai đứa đó giùm em nha. Vậy mới có chuyện chứ còn nó không nói làm cái gì. Cà vẹt lên hả? Bắt này nó lấy gì, bắt nó lấy giờ nó lấy xong nó cho chuồng lại giấy tờ 1 triệu rồi. Giờ nó kêu là tôi thấy cái ông cầm đồ ở đây, ông có lấy tôi cho tôi tiến đổ cho ông chuồng lại mà. Dòng bài áo trắng, dòng bài nha, áo trắng dòng bài. Hello. Anh bây giờ ông chủ cầm đồ là ông nói đúng rồi, đúng xe đó, đúng cà vẹt đó rồi. Đúng xe, đúng cà vẹt luôn hả? Đúng rồi, mà giờ là phải đưa tiền là kêu nó vô đây là ông mới đưa. Ông đi lấy xe về. Cứ giờ giờ ông kiếm ở đâu, giờ nó đang đâu, nó đang đâu rồi? Nó đang đi bộ lên. Rồi rồi, gì đứng đợi đi. Đứng đợi thì cứ đưa tiền lấy chiếc xe ra đi nha. Để cứ đưa tiền lấy xe bình thường anh. Bây giờ nè, bây giờ nó kêu thôi, bây giờ anh đem xe. Con nhỏ đỏ ra rồi. Coi chừng luôn nó chạy đó nha, coi chừng luôn nó chạy đó. Nó đi với em nha. Alo. Xong chưa? Xe đâu? Đi hướng về thế di động nha. Rồi thì bây giờ là có xe rồi đúng chưa? Rồi ok, đứng ở tiệm đó đi, đứng ở tiệm đó luôn với tôi nha. Ok, chuẩn bị ốp nha. Hai đứa nó lên xe rồi nha.